Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Năm thứ 12 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong Sio Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galile, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Traconit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Canaan và Caipha làm tượng tế thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan con ông Zacharia trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Rồi mọi thung lũng phải được lấp đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đừng lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ và các gia đình trẻ rất thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ hai. Trong bốn Chúa Nhật chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ Giáng sinh. Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện luôn, đừng chè chén say sưa. Vì Chúa đến, vì Chúa đến như lời Chúa đã hứa. Chúa đã đến giữa trần gian của chúng ta rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta không nhận ra người để có thể đón rước người. Chính vì thế chúng ta cần phải tỉnh thức để có thể nhận ra Chúa ở bên cuộc đời của mỗi chúng ta. Rồi hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ hai với chủ đề lời Chúa hãy dọn đường cho Chúa đến. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau điều mà Chúa thích nhất nơi tất cả chúng ta đây, đó là sám hối. Đúng như lời ông Gioan Tẩy Giả trong hoang địa kêu gọi người ta sám hối. Sám hối luôn luôn là việc làm đầu tiên. Sám hối luôn luôn là việc làm đầu tiên. Và ngày hôm qua chúng ta cũng đã chia sẻ một cái ý nhỏ, đó là đường quanh co phải uốn cho ngay. Chúng ta đang sống trong một xã hội nhiều cái quanh co, thậm chí cái con đường mà nó cũng còn có những cái gọi là cái gì đó, cái gì đường cong mềm mại này. Qua tất cả những đằng sau những cái quanh co ấy, nó là cả một cái vấn đề tội lỗi của con người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về ý tưởng dọn dẹp, dọn đường cho Chúa đến. Con xin được chia sẻ hai ý. Ý thứ nhất, chúng ta cần có những hành động cụ thể dọn dẹp từ những cái bên ngoài. Sáng hôm nay dâng lễ sáng con cũng chia sẻ rằng là tối hôm qua thì có một chị gọi điện thoại, chị hỏi: cha ơi, cha có lấy quần áo cũ không? Mà thật sự thì cũng không phải là quần áo cũ nữa. Có những bộ quần áo mới tinh luôn á. Thì của ai? Của con. Sao chị lại không mặc? Thì bảo, con xanh em bé bây giờ phát tướng lên rồi, con có mặc được đâu. Nhiều bộ đồ rất là đẹp con mua về nhưng mà giờ không có mặc được mà. Con nghĩ rằng thôi con cũng dọn dẹp cái gì không có dùng thì, nếu mà chẳng cần thì con gửi vào. Thôi được rồi, cứ gửi đi để tôi nhờ các gì để cho những cái người nghèo ai cần hay là sửa lại cho người ta. Rồi cũng có một anh nữa thì anh ấy gọi điện thoại cũng hơi khuya khuya rồi. Anh gọi cũng hơi buồn. Anh nói: cha, vợ chồng con bị nhiễm Covid trong cái đợt vừa rồi và vợ con không có qua khỏi. Chúa gọi vợ con về, để lại con với lại một đứa nhỏ. Tối nào con cũng nhớ vợ con lắm. Tối nào con cũng nhớ lắm. Và nhiều đêm con cũng mơ thấy vợ con về. Và có một lần thì vợ con có nói rằng là: em về với Chúa rồi, những cái đồ gì của em không có sử dụng anh bán đi cho người nghèo đi. Nhưng mà con thì con cứ nghĩ đây là cái kỷ niệm, con cứ muốn giữ lại. Con hỏi cha làm sao, nói thôi thì vợ con cũng nói như thế mà cũng chẳng dùng làm gì, thì con để giúp cho người nghèo thì là cái điều rất là tốt. Thế thì anh cũng quyết định, và sáng hôm nay thì anh bán một chiếc xe, một dàn vi tính
Và dĩ nhiên là cũng có thêm những thứ khác nữa. Anh nói rằng là theo đúng ước nguyện và cha cũng đã nói thì xin cha giúp cho người nghèo. Con cũng đã chuyển tất cả số tiền ấy qua bên Campuchia cho quý sơ giúp cho các em nghèo bên Campuchia. Thật sự kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi con nghe anh ấy nói cái điều đó, mình cũng cảm động đấy chứ. Nói chung là tự nhiên là chúng ta nói ở thôi mẹ mất rồi thì máy thì để lại cho con hay là cho em, cho cháu ấy, thế này thế khác. Hay là kỷ niệm anh giữ có một cái chiếc nhẫn cưới và hình ảnh đấy. Có lẽ là anh cũng đang tham dự thánh lễ này. Thôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc của anh làm rất là hay. Của cải Chúa ban thì phải sử dụng. Chúng ta cũng không thờ gì của cải cả. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là chúng ta đang nói một chút về cái bên ngoài. Chúng ta nhớ lại hình ảnh manna đấy. Chúa ban cho manna và hằng ngày dùng đủ. Nếu ai đó mà cứ tích trữ để qua ngày hôm sau, manna nó hư thối liền. Với cá nhân con cũng luôn xác tín cái điều này. Của cải Chúa ban thì chúng ta có nhu cầu sử dụng, chúng ta cứ sử dụng. Nhưng nếu chúng ta cứ để đấy, nó sẽ hư. Nhiều gia đình đấy, của cải bố mẹ có cứ để đấy, chỉ tổ cho con cái nó nhìn vào đấy rồi nó lười biếng. Nay thế này, mai thế khác. Chúng ta cũng suy nghĩ trong cái dịp mùa vọng này, dọn đường cho Chúa đến cần phải dọn dẹp từ những cái bên ngoài. Cái thuở con ở Sài Gòn có một cái ông này, ông hay lắm nhé. Vợ ông mới mất từ thuở ông mới có 35, 36 tuổi, mới có được 2, 3 đứa con vậy đó. Rồi ông cứ ở vậy nuôi con ấy. Mà nhiệm vụ là sáng đi lễ về, về nhà cái là lau dọn, lau bàn thờ, lau tượng Chúa, tượng mẹ, lau di ảnh của vợ, để thắp nhang hay đọc kinh. Hỏi ông thấy cụ làm này lâu chưa vợ? Con làm mấy chục năm rồi đó. Lúc nào bàn thờ sạch bong. Mà nói thật sự nhiều gia đình công giáo chúng ta nhiều khi đọc kinh chứ mà nhận không. Con thì cũng vậy, cứ phải siêng năng. Nhà các sơ thì chắc là sạch bong rồi ha. Đấy. Thế thì đấy, chúng ta đang chia sẻ một cái gì đó cụ thể. Cần phải dọn dẹp từ những cái bên ngoài, từ bàn thờ, bàn thánh cho đến của cải của chúng ta. Cái gì chúng ta dùng thì chúng ta dùng, cái gì không chúng ta phải chia sẻ. Đừng có để của cải mà để tích trữ lâu ngày, nó không tốt. Con nói điều này thì chắc là thôi thì tùy ông bà anh chị em tin hay không thì tùy. Nhưng mà đối với con thấy của cải mà tích trữ là không có tốt. Ngoại trừ có một cái lý do gì đó, ví dụ như là chúng con đang chuẩn bị xây nhà thờ thì con cũng phải tích cóp một chút để mà qua năm mình xây. Nó là qua năm rồi. Thế còn nếu mà xây xong nhà thờ rồi thì thôi làm bác ái đấy, chứ còn tích trữ làm cái gì. Đây là những cái bên ngoài nghe. Những cái bên ngoài nha. Rồi bắt đầu đi vào cái bên trong. Sửa soạn, dọn dẹp những cái bên ngoài rồi đi vào những cái bên trong. Thì bài tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta có ba ý. Thứ nhất, nó là đồi cao bạt cho xuống. Nói đến cái từ cao thì chúng ta nghĩ ngay đến cái gì đó kiêu ngạo, kiêu căng. Và con quỷ nó là sự kiêu ngạo. Chính thì con suy nghĩ rất nhiều về cái điều này. Tại sao chúng ta trước mặt Chúa chúng ta chia trí, chúng ta không có dự thánh lễ cho sốt sắng? Đấy là con quỷ kiêu ngạo. Nếu chúng ta không có sự kiêu ngạo, chúng ta sẽ có sự khiêm hạ. Chỉ có sự khiêm hạ mới có thể sốt sắng trước Chúa. Con quỷ nó thách thức Thiên Chúa rồi mà. Nó nói với Chúa Giêsu rằng là ông gieo mình xuống đi. Nếu có Chúa thì Chúa tay đỡ tay nên không? Chúa đừng có thách thức Chúa. Tại sao chúng ta lại làm những cái điều dữ trước mặt Chúa? Đấy là con quỷ kiêu ngạo. Ở trong lòng chúng ta, cách đây ít ngày cũng có một chị hỏi cha, thế tượng ảnh bàn thờ đó mà bị bể thì làm sao? Bộ, thì con mang lên nhà thờ hỏi cha xứ coi. Đối với cha thì thường cha hay đưa vào đất thánh. Mà nhưng mà tượng nhà con hay tượng ở đâu? Mà lúc ấy cô nói tượng nhà con thay tượng hay sao? Mà lúc ấy cô mới nói, cô bảo chồng con đập bể bàn thờ. Bảo, trời ơi, sao lại dám làm cái điều đó? Cô nghe con giật mình đấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đừng thách thức Thiên Chúa. Chúng ta trong những cái lúc nóng giận, vợ chồng đánh cãi vã nhau rồi là đập bàn, đập ghế, đập bàn thờ. Thật sự là phải xin lỗi dữ lắm. Con nghĩ là phải sám hối dữ lắm. Đấy, cái ý thứ nhất đó là đồi cao bạt cho xuống. Tất cả chúng ta ít nhiều đều có con quỷ kiêu ngạo.
Và con quỷ này làm cho chúng ta mất đi đức thờ phượng, mình không có sự khiêm hạ và sốt sắng để phụng thờ Thiên Chúa. Con quỷ nó là như vậy. Con quỷ phạm tội nhưng vì kiêu ngạo nên không có sự khiêm hạ để sám hối. Đấy là đồi cao, núi cao bạt cho xuống. Có những lúc con thì con vẫn cứ sợ rằng là nếu chúng ta vẫn cứ ngạo nghễ thì có ngày Chúa chạm. Mà Chúa đã ra tay rồi thì rất là nguy hiểm. Đồi cao, núi cao bạt cho xuống. Rồi ý thứ hai, hố sâu lấp cho đầy. Cái hố này cũng ghê lắm. Sáng hôm nay thì con có chia sẻ cái câu chuyện ông Abraham, tổ phụ Abraham, tức là ông phú hộ với lại Lazaro nghèo khó. Thế lúc mà ông phú hộ ông chết, ông mới xuống âm phủ, ông bảo ở đây ông nóng lắm, xin tổ phụ Abraham cho Lazaro lấy ngón tay nhỏ nước nhỏ vào lưỡi cho nó mát. Thì là tổ phụ Abraham nói rằng là giữa con và Lazaro đây có một cái khoảng cách mà không qua lại được. Cái khoảng cách ấy cũng chính là khoảng cách giữa chúng ta với những người nghèo. Có thể người nghèo người ta ngay bên chúng ta đấy thôi, nhưng mà chẳng bao giờ qua lại. Chẳng bao giờ qua lại. Con nghĩ rằng là cái hố sâu giữa người giàu và người nghèo, người ta bảo xã hội ngày hôm nay là cái xã hội lại càng làm cho cái khoảng cách, cái hố sâu giữa người giàu, giàu nghèo nó sâu lắm. Chúng ta phải làm bác ái. Ông bà anh chị em phải làm bác ái, con vậy. Sau lễ này ông bà anh chị em đưa hết tiền đây làm bác ái. Phải làm bác ái thôi để lấp đi cái hố đấy, kẻo để sau này không qua được. Hố sâu lấp cho đầy, đường quanh co uốn cho ngay. Hôm qua thì con cũng đã chia sẻ cái ý là chúng ta đang sống trong một xã hội mà ngay cả trong nhà dòng cũng quanh co. Cái quanh co ngày hôm qua con chia sẻ nó là một cái ý là chối tội. Và hôm nay cái quanh co cũng là ma quỷ, nó là lừa đảo. Quanh co đây là sự chối tội và quanh co cũng là sự lừa đảo. Con quỷ nó đem Chúa, đưa Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao, nó bảo tất cả vinh hoa phú quý này là của tôi, ông bái lại tôi thì ông sẽ được. Kính thưa cộng đoàn, đây là một sự lừa đảo của ma quỷ. Nó không có cái gì hết, nó như là một cái người mà cầm một cái sổ đỏ mà giả đấy. Nó bảo bà đây, tôi bán rẻ cho bà này, bà đưa cho tôi này là của bà hết. Nó lừa hết mọi người. Đấy là quanh co. Quanh co tức là nó uốn éo, nó làm nó đổi trắng thay đen này. Đấy là ma quỷ.